Tình đồ Đại kinh khoa chú 2014 giảng lần thứ tư phẩm thứ tư pháp tạng nhân địa tập 140 chủ giảng lão pháp sư Trình Công thời gian ngày 1 tháng 12 năm 2014 giảng tài hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông dịch giả sư cô thích tâm thường dạo chánh thích thiền trang kính chào chư vị pháp sư quý vị đồng học mời an tòa thỉnh mọi người cùng tôi quy y tam bảo a à xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm Thủy tùng kim nhật đại chí mạng tùng quy y phật đà lượng túc trung Tùng. quy y đạt ma ly dục trung Tùng. quy y tăng già dạ, chư chúng trung Tùng. a à xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng kim nhật nải chí mạng tùng quy y phật đà lượng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già dạ, chư chúng trung tùng a xà lê Tùng niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng kim nhật nải chí mạng tùng quy y phật đà lưỡng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già chư chúng trung tùng mời xem đại kinh khoa chú trang 382 hàng thứ sáu từ thứ sáu thế gian Giải bắt đầu xem từ đây chúng ta xem chú giải của niệm lão còn dịch là tri thế gian một cách phiên dịch khác dịch là tri thế gian thế gian giải kết hợp hai cách phiên dịch này lại để xem thì ý nghĩa rất rõ ràng tiếp theo niệm lão trích dẫn sách chân giải đây là tổ sư tình tông của nhật bản các ngài nói thế gian gọi là ngủ ấm Giải là sự hiểu biết Chư Phật Thế Tùng khéo biết ngủ ấm Nên gọi là thế gian dạy Chư Phật Như Lai quý ngài hiểu rõ được thấu triệt nhất đối với ngũ ấm ngũ ấm là bí ẩn của thế gian nhà khoa học cho rằng sự bí ẩn của vũ trụ ngũ ấm là gì sắc thọ tưởng hành thức Tất cả Pháp thế gian Không rời khỏi ngũ ấm Ngũ ấm là nguyên tố của Pháp thế gian Rốt cuộc đó là gì? Nhà khoa học Đã dùng thời gian 400 năm Trong 20 năm gần đây đã làm rõ ràng về sắc này. Sắc là gì? Vật chất. Thọ tưởng hành thức là tâm pháp, tâm lý. Sắc pháp là vật lý. Hiện nay đã giải quyết vấn đề vật lý này. Vật từ đâu tới? vật từ ý niệm sinh ra thọ tưởng hành thức đều là ý niệm ý niệm này là tâm pháp tâm lý tâm lý học chuyên nghiên cứu điều này khoa học hiện nay vẫn chưa có đáp án chính xác chúng tôi tin rằng khoa học có thêm 10 năm 20 năm nữa Rất có thể khám phá được vấn đề này Đây là bí ẩn của vũ trụ Một là vật lý, hai là tâm lý Còn có một loại hiện tượng tự nhiên Khoa học Quy nạp vũ trụ thành ba loại lớn này phật pháp cũng là nói ba loại lớn này nhưng danh xưng khác nhau phật giáo gọi hiện tượng vật chất là sắc pháp hiện tượng tâm lý thì gọi là tâm pháp sắc pháp và tâm pháp tâm tế tướng của a lại gia còn có một thứ sắc pháp tâm pháp từ đâu ra vậy từ nghiệp tướng mà ra nghiệp là gì nghiệp dùng khoa học ngày nay để nói là hiện tượng dao động sống hiện tượng này trong vũ trụ từ đâu mà có triết học và khoa học hiện đại đều đang theo dõi hiện tượng này. Ở trong Kinh Đại Thừa, Phật nói với chúng ta, nghiệp tướng là từ một niềm không giác mà sanh ra, gọi là vô minh. Nhà Phật nói vô minh phiền não chính là chỉ cho điều này. Từ vô minh phiền não sanh chuyển tướng. Chuyển tướng tức là thọ tưởng hành thức Từ thọ tưởng hành thức Sinh ra hiện tượng vật chất Ai làm được rất rõ ràng Rất sáng tỏ sự việc này Đức Phật trên kinh Đại Thừa thường nói Bác Địa trở lên Bác Địa Bồ Tát Cửu Địa Thập Địa Đặng Giác Diệu Giác Là năm thứ bậc này Bác Cửu Thập Đặng Giác Bốn thứ bậc này là thứ bậc cao nhất của Bồ Tát Đi lên nữa là thành Phật rồi Đi lên gọi là diệu giác Chư Phật Thế Tôn đều là chứng được diệu giác Nên quý ngài khéo biết ngủ ấm Chẳng những biết Mà biết lại thêm thiền biết Sự biết này của quý ngài quá xảo diệu Ra ngoài dự đoán của chúng ta Thiện ở đây chính là Ngôn ngữ, đạo đoạn, tâm hành xứ diệt Quý Ngài hiểu rõ triệt để Cũng chính là hiểu rõ Nguồn gốc của tất cả Pháp thế và suốt thế gian một niềm bất giác Một niềm bất giác Chính là hiện tượng dao động sống Nhất định phải biết Tự tánh Là không động Dũng không dao động Khi lục tổ đại sư Huệ Năng Kiên tánh nói với chúng ta Chân tâm không động Còn dòng tâm là động Một niềm bất giác là dòng tâm dòng tâm biến hiện ra thế gian như như bất động đó là suốt thế gian thế gian có hữu tình thế gian có vô tình thế gian trong nhà Phật chúng ta xưng lục đạo là thế gian Thập Pháp giới là thế gian. Nhất chân Pháp giới, Thật Bảo Trang Nghiêm Độ là suốt thế gian. Như lại đều thấu suốt đối với thế và suốt thế gian. Nên, Tiên sinh Phước Đông Mỹ nói với chúng ta, Phật Pháp là triết học cao nhất của thế gian. Ngày nay chúng ta cũng sáng tỏ rồi Không chỉ là triết học cao nhất Mà cũng là khoa học cao nhất Khoa học rốt ráo viên mãn Đây gọi là thế gian giải Tịnh ảnh Sớ. Là chú giải của đại sư Diễn Công thời nhà Tùy. Thế gian giải là trí huệ giáo hóa người khác. Trí huệ này khởi tác dụng là giáo hóa chúng sanh. Khéo giải thế gian. gọi là thế gian giải như trong chân dài phía trước nói khéo biết ngủ ấm ở đây nói khéo giải thế gian là một ý nghĩa hội sớ cũng nói nghĩa là đối với các pháp nhân quả của thế và suốt thế gian chẳng gì là không hiểu rõ nên gọi là thế gian giải ý nghĩa này rõ ràng hơn nữa chân tướng của thế gian và xuất thế gian rốt cuộc thế nào chân tướng của thế gian là chỉ y chánh trang nghiêm của thập pháp giới còn suốt thế gian là chỉ thật bảo trang nghiêm độ Cuối cùng là một sự việc thế nào? Phật biết Nên Phật là nhà triết học lớn, nhà khoa học lớn Tiếp theo là niệm lão tổng kết cho chúng ta tổng hợp ba cách giải thích trên cho nên thế gian giải là thánh trí để giáo hóa người khác thật sự là đại trí huệ khoa học rốt ráo triết học rốt ráo nghĩa là như lai biết tất cả các pháp nhân quả của thế gian và suốt thế gian đúng như thật Đây gọi là thế gian giải Thông thường chúng ta nói không gì không biết Không gì không thể Ở đây nhất định chúng ta phải rõ ràng Đây là đức năng vốn có trong tự tánh Minh tâm kiến tánh liền chứng được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nhập định dưới cây bồ đề đã khai ngộ chứng đắc rồi lục tổ đại sư huệ năng ở trong phòng phương trượng của ngũ tổ nghe giảng kinh kim cang nghe đến ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm ngài khai ngộ chứng đắc rồi tất cả pháp của thế và suốt thế gian đều thông đạt hết nói với chúng ta tất cả chúng sanh vốn là phật tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của như lai thế gian giải ở đây là đức năng Phật dùng đức hiệu này để giáo hóa chúng sanh trong chính pháp giới tiếp theo thứ bảy là vô thượng sĩ sĩ là người tôn quý nhất trong cõi người gọi là vô thượng sĩ mấy câu nói này khi cổ nhân đọc không có vấn đề gì nhưng người hiện nay đều không hiểu sĩ là người sĩ là người thế nào thời cổ trung hoa chia xã hội chúng ta thành bốn loại lớn gọi là sĩ nông công thương sĩ là người đọc sách dùng lời hiện tại để nói là tầng lớp tri thức tầng lớp này có địa vị cao nhất trong xã hội được người tôn trọng những người khác phía dưới sĩ là nông dân công nhân Cuối cùng là thương nhân Nông dân, công nhân Đều phải dựa vào sức lao động để sinh sống Thương nhân là buôn bán kiếm lợi Trong đại chúng Đại khái trước đây Người có được của cải Chính là thương nhân Nhưng thương nhân được xếp vào cuối cùng Vì sao vậy? Bởi cho rằng họ không làm mà hưởng Nhưng trong Phật Pháp giảng Người ở trong xã hội Họ có đời quá khứ Họ có đời vị lai Công danh phú quý có liên quan đến nhân quả trong mạng không có dùng cách gì cũng không đạt được trong mạng có đến lúc đó thì tự nhiên tới thôi ngăn cũng không ngăn được phật giáo truyền đến trung hoa đã giải quyết vấn đề này cho chúng ta nếu không biết chân tướng sự thật này thì cho rằng giàu sang là dựa vào đầu óc của chính mình dựa vào kỹ xảo của bản thân có thể đạt được trong phật pháp trong lời dạy của thánh hiền trung hoa đều không công nhận đặc biệt Phật giảng rất rõ ràng, người thế gian mong cầu giàu sang, của cải, thông minh trí huệ, khỏe mạnh trường thọ. Người thế gian cầu điều này cho đến tận ngày nay. Người thế gian ngày nay có lẽ chỉ có loại ham muốn này. Tôi muốn tiền, tôi muốn thông minh trí huệ, tôi muốn khỏe mạnh trường thọ. Phật nói với chúng ta Ba loại này đều thuộc về quả báo Quả Ác hẳn phải có nhân Nhân là gì? Nhân là bố thí Trong mạng của họ có của cải Điều này không phải là giả Người giàu nhất Hồng Kông của chúng ta Là Lý Gia Thành Ông có một cố vấn Là thầy tướng số Xem phong thủy Đã qua đời mấy năm trước Trước đây Thường đến chỗ của tôi đây nghe giảng kinh Là Trần Lão Trần Lão nói với tôi Lúc ông Lý Gia Thành 30 tuổi Ông ta là người Triều Sang Người Triều Châu đến hồng kông làm ăn kinh doanh rồi hai người họ gặp nhau khi gặp trần lão xem tướng đoán mạng xem phong thủy ngài nhìn thấy lý gia thành liền đoán mạng cho ông ta sau đó hỏi ông ta Trong tâm của ông Muốn có bao nhiêu của cải Thì ông hài lòng Lý Gia Thành nói với Ngài Tôi có thể có 30 triệu Thì tôi hài lòng Trần Lão nói với ông ta Có của cải trong mạng của ông Là tràn đầy Có của cải bình thường Rất tuyệt vời rồi còn con của ông là tràn đầy tương lai ông là người giàu nhất hồng kông nên lý gia thành cả đời chiếu cố ngài tương đương với việc là coi ngài như người cố vấn việc lớn nhỏ đều thỉnh giáo với ngài là trần lãng đã qua đời mấy năm trước hình như ba bốn năm trước trong mạng có có của cải trong mạng của ông ta quá nhiều tràn ngập ra nói cách khác bất kể ông ta kinh doanh gì thì đều kiếm ra tiền quý vị làm giống với ông ta có thể quý vị lộ vốn còn ông ta kiếm được tiền trong mạng có thì rốt phải có trong mạng không thì chớ cưỡng cầu không nên miễn cưỡng phật dạy người nếu quý vị muốn phát tài quý vị không có tài Hãy bố thí tài Có bao nhiêu thì bố thí bấy nhiêu Càng thí càng nhiều Là thật Kho của cải trong mạng của tôi trống rộng Kho của cải của Lý Gia Thành là tràn đầy Trong kho của cải của tôi trống rỗng Không có một đồng nào Cả đời của tôi phải trải qua cuộc sống nghèo khổ Đại sư chương gia dạy tôi Nhất định phải tu ba loại bố thí bố thí tài bố thí pháp bố thí dù quý lúc đó tôi không có tiền cuộc sống cũng rất khó khăn đại sư hỏi tôi con có một hào không không vấn đề con có một đồng không còn còn có thể ạ à? ngài bèn nói với tôi con hãy bắt đầu tu bố thí từ một hào một đồng phải có tầm bố thí thường giữ tâm bố thí Có bao nhiêu thì bố thí bấy nhiêu Tôi nghe lời Tôi thật làm theo Quả nhiên không sai Thật sự càng thí càng nhiều Thầy dạy tôi học Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Cả đời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật làm việc dạy học sau khi khai ngộ liền dạy học giáo học là ba loại bố thí đều có quý vị dùng sức lực của quý vị dùng tinh thần của quý vị dùng thời gian của quý vị đây là bố thí nội tại công đức của bố thí nội tại còn thù thắng hơn công đức của bố thí ngoại tài có thể được ngoại tài rất thù thắng bố thí pháp được thông minh trí huệ bố thí vô quý được khỏe mạnh trường thọ thật có hiệu quả thọ mạng của tôi không dài Rất nhiều người xem tướng đoán mạng nói với tôi Không qua được 45 tuổi Tôi tin tưởng không hoài nghi chút nào Trước khi chưa học Phật Tôi tin giống như có di truyền Trong gia đình của tôi Tôi nhớ Ông nội của tôi Qua đời lúc 45 tuổi Bác của tôi Tức anh trai của cha tôi Lớn hơn cha tôi 10 tuổi Cũng là 45 tuổi ra đi Cha của tôi cũng là 45 tuổi Nên bản thân tôi vào thời điểm đó Đã xuất gia học Phật Xác định tuổi thọ là 45 tuổi Sau 45 thì không còn nữa Làm sao đây? cầu sanh tịnh độ thật sự niệm phật cầu sanh tịnh độ năm 45 tuổi đó thì tôi đã giảng kinh 12 năm tuổi thọ đã được kéo dài Năm đó bị một trận bệnh Đó là một trận bệnh nghiêm trọng nhất trong đời của tôi Hơn một tháng mới khỏi Lúc đó tôi chuẩn bị giảng sanh Tôi cũng không tìm bác sĩ Tôi cũng không uống thuốc Lúc đó tôi nghĩ Bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh Chứ không thể chữa mạng Mạng hết rồi Tìm bác sĩ làm gì Vì vậy Tôi chỉ là Niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Khi đó Có bốn đồng học chăm sóc tôi Một người của Đại học Đài Loan Một người của Đại học Chính trị Hai người của Đại học Sư phạm Họ bỏ ra thời gian thay phiên nhau để chăm sóc tôi Hơn một tháng thì khỏi rồi Năm sau Tham gia một pháp hội Gặp được Lạc Ma Cam Châu Lạc Ma Cam Châu cũng rất quen thân với tôi Ngài là học trò của Đại sư Chương Gia Là một thượng sư giỏi của Mật Tông Tôi rất bồi phục Ngài Ngài nói với tôi Ngài nói Pháp Sư tịnh không à Chúng tôi đều đang thảo luận Nói sau lưng Thầy Tôi hỏi nói gì về tôi Nói Thầy rất thông minh Giảng kinh rất tốt tính chúng rất nhiều Điều đáng tiếc là không có phước báo Lại đoạn mạng Tôi nói việc này nói trước mặt cũng được Tôi hoàn toàn công nhận Tôi hiểu rõ Tôi không kiên trị Đại sư nói Bây giờ thầy khác rồi Khác thế nào Công đức giảng kinh trong 12 năm qua của thầy Giúp thọ mạng của thầy đã được kéo dài Tuổi thọ của thầy rất dài Phước báo của thầy rất lớn tất cả đều là công đức của giảng kinh tôi không nghĩ đến tôi giảng kinh không cầu trường thọ cũng không có cầu tiền của không cầu gì thứ gì cũng không cầu là tự nhiên trên kinh nói không sai chút nào biểu pháp lần này của lão hòa thượng hải hiện trong tâm tôi rất rõ ràng cái đời của tôi đây đều là do A Đà Phật chiếu cố. Do A Đà Phật an bài. Thuận cảnh nghịch cảnh đều là để thành tựu tôi. Vì vậy tôi đều có thể tiếp nhận mọi thứ. Thuận cảnh không có tâm tham luyến, nghịch cảnh không có tâm quán hận, đều quan hỷ Bất kể người nào Đều là thiền tri thức của tôi Đều là giúp tôi Thành tựu tôi Chúng tôi không cầu bất cứ điều gì Đối với Pháp Thế gian. Điều duy nhất mong cầu Chính là ngày ngày cầu nguyện Đà Phật Đến dẫn tôi tới thế giới cực lạc Tôi không thể so sánh với Lão Hòa Thượng Hải Hiền Lão Hòa Thượng Hải Hiền thấy Ami Đà Phật ít nhất 10 lần trở lên Trong đời này của tôi chỉ có một lần Thật có, không phải là giả Lần đó là tôi 79 tuổi Năm 79 tuổi Cho nên Thật có thế giới cực lạc Thật có Đà Phật Thật có lục đạo luân hồi đến khi chính quý vị tận mắt chứng kiến thì quý vị hoàn toàn tin thôi không hoài nghi nữa lúc này phải đề cao cảnh giác tài sắc danh lợi ngũ dục lục trần của thế gian hiện tại ở trước mặt của quý vị Nếu một khi quý vị đồng tâm thì thoái chuyển rồi Vô cùng đáng sợ Làm sao đây? Một câu Đà Phật Có thể chống lại được Niệm niệm Đà Phật thì chúng ta có thể như như bất động. Là nghĩ tới lời dạy trinh kinh, những gì có tướng đều là hư vọng. Đối với cảnh giới hư vọng, nhất định không để ý tới. Không sanh tâm vui mừng, cũng không sanh tâm quán giận. Giữ gìn thanh tịnh bình đẳng giác thì đúng rồi. Khi đến lúc Thì Phật nhất định đến tiếp dẫn chúng ta Thì tâm an rồi Tâm định rồi Điều này quan trọng hơn tất cả Sĩ là người đọc sách Tầng lớp trí thức người cao nhất trong tầng lớp tri thức gọi là vô thượng đây được xưng là phật đà phật đà là chí cao vô thượng trong tầng lớp tri thức tôn quý nhất trong cõi người không ai có thể so sánh với ngài nên xưng là vô thượng sĩ kinh niết bàn nói như lai gọi là vô thượng sĩ giống như thân người đầu là cao nhất tứ chi tay chân còn lại không bằng được phật cũng như vậy là tối thượng nhất chứ không phải là pháp hay tăng tiếp theo đây nói về tam bảo pháp không bằng phật tăng cũng không bằng phật ba ngôi phật pháp tăng thì phật là tối thượng lấy ý nghĩa này còn nói có thứ để đoạn thì gọi là hữu thượng sĩ không còn gì để đoạn gọi là vô thượng sĩ a à, la hán còn có trần sa phiền não vẫn chưa đoạn vô minh phiền não quý ngài còn phải đoạn quý ngài có thứ để đoạn đức phật ngay cả vô thị, vô minh, phiền não cũng đoạn sạch sẽ rồi. Nên Ngài không có gì để đoạn. Vậy được xưng là vô thượng sĩ. Hiện nay chúng ta có đoạn giống như kiến tư phiền não, trần xa phiền não, vô minh phiền não hiện nay của chúng ta chưa đoạn hết. Một chút công phu hiện nay của chúng ta Chính là dựa vào câu Phật hiệu này Khi phiền não khởi lên Câu Phật hiệu này có thể phục xuống Khống chế lại Không để phiền não phát tác quá mức Chúng ta chỉ có chút công phu này Chút công phu này Không thể nào chứng quả Nhưng giảng sanh thì được lúc mạng sắp hết một tiếng cuối cùng là a đà phật không phải là phiền não khởi hiện hành thì họ có thể giảng sanh gọi là đới nghiệp giảng sanh nguyện thứ 18 trong 48 nguyện khi mạng sắp hết một niệm hay mười niệm đều có thể được a đà phật đến tiếp dẫn nên pháp môn này thù thắng không gì bằng. Hội sớ giống với hai thuyết trên. Hai ý nghĩa này đều giống với phía trên. Trong sớ nói, sạch hết nghiệp hoặc. Hoàn toàn không có gì để đoạn là tối thượng vô đẳng bậc nhất trong phàm thánh trời người của tam giới nên hiệu là vô thượng sĩ đều bao gồm hai ý nghĩa ấy rồi quý vị xem trong phàm thánh trời người của tam giới phàm là phàm phu lục đạo phàm phu thánh là thánh nhân trong thánh nhân bao gồm a la hán bích chi phật bồ tát trong những bậc ấy dù là bồ tát vẫn chưa đoạn vô minh phiền não quý ngài vẫn chưa đoạn khi thành phật là đoạn sạch sẽ rồi nên thành phật mới là tối thượng vô đẳng bậc nhất còn luận trí độ nói Pháp Niết Bàn Vô Thượng Phật tự biết là Niết Bàn Không nghe từ người khác Là có thể dẫn dắt chúng sanh đến Niết Bàn Niết Bàn là tiếng Phạn Phiên dịch vào thời cổ thì dịch là diệt Diệt gì vậy? Diệt phiền não Kiến tư phiền não Trần sa phiền não Vô minh phiền não Thảy đều diệt hết Đó gọi là niết bạc nên là pháp niết bàn vô thượng niết bàn của tiểu thừa gọi là thiên chân tức còn có bên trên niết bàn của đại thừa là vô thượng đại thừa cần phải đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh đó là niết bàn chân thật Niết bàn cũng được dịch là viên tịch Viên là viên mãn, Tịch là thanh tịnh tịch diệt Thanh tịnh tịch diệt viên mãn. Đây là Pháp vô thượng Phật tự biết Chứng được cảnh giới này Tự mình biết được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn cho chúng ta Tổ sư Đại Đức thị hiện cho chúng ta Câu sau rất quan trọng Không nghe từ người khác Không phải là người khác dạy quý vị Mà là chính quý vị chứng được Tự mình khai ngộ Kỳ nghĩa tự kiến Chữ kỳ này đại biểu dạng Pháp Chân tướng của tất cả Pháp Tự nhiên hiểu rõ Không cần đi hỏi người khác Ở Trung Hoa, trong lịch sử Tông Môn Giáo hạ đều có người khế nhập cảnh giới ấy đa số quý ngài đều phải tìm một vị thiền tri thức làm chứng cho mình như lục tổ đại sư huệ năng ngài thực sự biết mình đã nhập vào cảnh giới này còn phải thỉnh ngũ tổ làm chứng minh cho ngài xem có sai sót hay không Ngũ tổ giảng kinh kim cang cho ngài Lục tổ không biết chữ Tất nhiên là giảng đại ý Giảng đến ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Ngài hiểu rõ rồi Nói ra năm câu Năm câu ấy Để ngũ tổ ấn chứng cho Ngài Câu thứ nhất năm câu ấy vô cùng cực kỳ quan trọng. Tuy chúng ta chưa kiến tánh, nhưng chúng ta nghe rồi rất có thọ dụng. Câu thứ nhất, hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh. Hà kỳ là không ngờ đến, không nghĩ đến tự tánh của chúng ta vốn là thanh tịnh. Có ô nhiễm hay không? Không, chưa bao giờ ô nhiễm. Ô nhiễm là ý thức, ý thức là dòng tâm dòng tâm có ô nhiễm, chân tâm không có ô nhiễm. học Phật, Phật dạy chúng ta dùng chân tâm, không nên dùng dòng tâm. Dùng dòng tâm thì tạo nghiệp. Dòng tâm có thiện có ác, chân tâm không có thiện ác. Không có thiện ác mới gọi là chân thiện, gọi là bổn thiện lão tổ tông trung hoa nói bản tánh vốn thiện trong tâm tự kinh nói nhân chi sơ tánh bổn thiện bổn thiện ở đây mãi mãi không mất đi cho dù đọa địa ngục thì bổn thiện vẫn tồn tại vẫn không bị mất nên phật nhìn tất cả chúng sanh đều là phật nhìn từ đâu nhìn từ trên bổn thiện bản tánh là phật Nhìn từ chân tâm Đừng nên nhìn vọng tâm của họ vọng tâm là giả Phải tin chính mình vốn là thanh tịnh Chỉ cần chúng ta trừ bỏ ô nhiễm Buông xuống Thì thanh tịnh được khôi phục Liền khởi tác dụng Khởi tác dụng gì? sanh trí huệ không sanh phiền não câu thứ hai nói bổn bất sanh diệt nên nhất định phải biết tự tánh chính là chân tâm là chính mình thật sự chính mình thật sự là không sanh không diệt thân không phải chính mình thân có sanh diệt Vậy thứ gì không có sanh diệt Linh tánh không có sanh diệt Nhưng không phải là linh hồn Linh hồn gần giống với linh tánh Nhưng khác nhau Linh hồn là mê Linh tánh là giác ngộ Mê đó là pháp sanh diệt Ngộ là không sanh không diệt Chúng ta phải tự mình làm rõ ràng, làm sáng tỏ, phải ngay trong đời sống thường ngày để cho linh tánh khởi tác dụng. Đây là học Phật thật sự. Câu thứ ba, bổn tự cụ túc. Đừng hướng ra ngoài cầu, không có gì ở bên ngoài. Vô lượng trí huệ, vốn tự đầy đủ. Vô lượng đức năng cũng là vốn tự đầy đủ vô lượng tướng hảo giống như y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc tất cả là vốn từ sẵn đủ phật dạy bảo chúng ta không hướng ra ngoài tìm mà hướng vào trong dùng cách nào để tìm dùng giới định huệ trì giới mục đích là gì mục đích là được định nhất định phải biết có một số người trì giới cảm thấy mình rất tốt nhìn thấy người khác không trì giới chê cười người khác lấy giới luật để đo lường người khác đó là tạo nghiệp họ có thể được định không không thể nào tại sao vậy bởi tâm của họ đều đang lung lay bên ngoài làm sao có thể được định chứ Tác dụng của trì giới hoàn toàn làm sai rồi, ngày ngày lấy giới luật để phê bình người khác, quý vị nói, họ tạo nghiệp nặng biết bao. Người càng trì giới luật tốt thì tâm càng định, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, tràn đầy trí huệ. Lão Hòa thượng Hải Hiền đó chính là người thật sự trì giới. ngài chỉ có khen ngợi người khác ngài chưa bao giờ phê bình người khác chưa từng quỷ bán người khác đó là người thật sự trì giới mục đích của định là gì mục đích của định chính là khai trí huệ tức là đại triệt đại ngộ đến định công mức nào thì khai ngộ Định là gì? Cách tu thế nào? Sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần Không khởi tâm động niệm là định của Như Lai Đại định rốt ráo viên mạng Không phân biệt không chấp trước là đại định của Bồ Tát Chỉ có không chấp trước là đại định của A-la-hán Còn có phân biệt Còn có chấp trước Còn tự khen mình Chế ba người khác Người ấy có trì giới không? Không có Nếu họ trì giới Thì giới luật đó Bị phá hỏng hết rồi Giới từ đâu ra? người trì giới tâm thanh tịnh ít ô nhiễm tuy họ trì giới nhưng ô nhiễm của họ còn nghiêm trọng hơn người bình thường vậy làm sai rồi năm xưa có câu chuyện giữa luật sư đạo tuyên với đại sư huy cơ là thật có thể gợi mở cho mọi người ngài đạo tuyên sơ tổ luật tông vào thời nhà đường là tổ sư khai sơn của luật tông nam sơn tổ sư về luật trì giới tinh nghiêm cảm động người cõi trời cúng dường mỗi ngày ngài chỉ ăn một bữa giữa trưa đến giữa trưa người cõi trời đưa cơm đến cho ngài người cõi trời đưa cúng đại sư khuy cơ là thật sự có đức hạnh có học vấn có trí huệ về biệt hiệu người ta xưng ngài là pháp sư tam sa dùng lời hiện nay để nói ngài là con cháu cán bộ cấp cao mà đi xuất gia bác của ngài là quốc trị kính đức là đại tướng của đường thái tông giống như nguyên soái hiện nay xuất thân quý tộc Đại sứ Quyền Trang bảo Ngài xuất gia Nhìn trúng Ngài Ngài nói tôi xuất gia Cuộc sống khổ như vậy Buồn tẻ vô dị Tôi không muốn xuất gia Vậy phải thế nào mới có thể xuất gia Ngài đã suy nghĩ nửa ngày Tôi đưa ra ba điều kiện Thứ nhất Ngài muốn vàng bạc châu báu Tôi muốn mang một xe vàng bạc châu báu Thứ hai Ngài muốn mang một xe sách thích đọc sách Thứ ba Là muốn mang một xe gái đẹp Để hầu hạ ngài Đại sứ Quyền Trang đều đáp ứng Đều đồng ý hết không có cách nào nữa Phải xuất gia rồi Nên được xưng hiệu là Pháp Sư Tam Sa Đây là điều mà người ta đưa ra Và chê cười Ngài Tình cờ có một ngày Ngài Khuy Cơ đi ngang qua núi Trung Nam Cách rất gần với đạo tràng của luật sư Đạo Tuyên Trường tiện đi vào thăm Ngài Khi đại sư Khuy Cơ đến đúng lúc Tuy là rất nổi tiếng tổ sư của tông pháp tướng đến trên núi để thăm ngài muốn đại sư đến nhìn thấy người trời cúng dường cho tôi biểu diễn cho đại sư xem lên núi để tiếp đại đến giờ ăn trưa thì người cõi trời không đến Đại sư Khuy Cơ rời khỏi rồi Đến trưa ngày hôm sau Người cõi trời đưa cúng tới Thì luật sư đầu tiên hỏi họ Tại sao giữa ngọ hôm qua Ông không đến Không đưa cúng tới Vì ấy nói Hôm qua Bồ Tát Đại Thừa ở trên núi Cấp núi đều là thần hộ Pháp Tôi không vào được Pháp Sư Đạo Tuyên nghe xong Có cả mồ hôi Hổ thẹn Tự mình sám hối Câu chuyện này Là một sự khai thị Đối với người học giới luật Học giới luật Nhất định không được khinh thường người khác dù người đó có đức hạnh hay không Cũng không thể xem thường Tại sao vậy? Bởi trì giới phải đoạn hết tính ngạo mạn Tham sân si mạng nghi Năm loại phiền não này Được gọi là năm gốc của địa ngục Nhất định phải đoạn sạch Làm thế nào biết được Có loại ý niệm này Muốn đi kiểm tra người khác Muốn khoe khoang trước mắt họ Chính mình Trì giới tinh nghiêm Muốn để biểu diễn điều này Đây đều thuộc về cống cao ngã mạng Điều là sai lầm Người trì giới Tâm thanh tịnh bình đẳng Không có ô nhiễm Không có dao động Chúng ta cúng Phật. Cúng Phật thì đồ cúng quan trọng nhất là một ly nước. Không có hương hoa, không có đèn cũng được. Một ly nước quan trọng nhất. Nước đại biểu điều gì? Đại biểu tâm. Nước phải sạch sẽ. Tượng trưng tâm thanh tịnh. Mặt nước không có sóng. Tượng trưng tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đây là thành tựu của giới. Chúng ta cần suy xét tâm của chúng ta có thanh tịnh không? Còn có thị phi nhân ngạ là không thanh tịnh. Còn có cao thấp là không bình đẳng, không thanh tịnh, không bình đẳng, thì giới này là tu uổng phí rồi. Nào có đạo lý như vậy? Ở thời hiện đại của chúng ta, Pháp Sư Quả Thanh học giới luật. Tôi rất bồi phục Ngài tại sao vậy bởi ngài không có những khuyết điểm này ngài đối với người sơ học sơ học chưa biết giới luật ngài không có tâm khinh thường vì sao không có khinh thường vậy bởi họ chưa học chưa từng học thì không được trách họ Đây là gì? Đây là từ bi Còn mình làm thế nào? Làm tấm gương tốt cho họ thấy Đó là giáo hóa họ Giáo hóa không có ý niệm cống cao ngã mạn ở trong đó Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiện Theo sự là trì giới tinh nghiêm Ngài không chấp tướng của trì giới Nhưng Tâm địa của Ngài thanh tịnh, bình đẳng Đó chính là sự thành tựu của giới Phải biết đạo lý này Khi không biết mà học giới luật Không hay không biết Tạo tội nghiệp càng nặng Vậy thì sai rồi Ở Trung Hoa cổ đại Một người đọc sách biết lễ nếu không hiểu lễ vẫn còn tập khí của cống cao thì sách của quý vị đã đọc vô ích rồi tiếp theo ngài trích dẫn luận đại trí độ Chúng ta đọc đoạn này một lần Pháp Niết Bàn vô thượng Phật tự biết là Niết Bàn Không nghe từ người khác Là có thể dẫn dắt chúng sanh đến Niết Bàn Như trong các Pháp Niết Bàn là vô thượng Trong chúng sanh Phật cũng là vô thượng Lại nửa trì giới, thiền định, trí huệ, giáo hóa chúng sanh Tất cả không có ai bằng với Phật huống hộ vượt qua được nên nói là vô thượng vô thượng là không cách nào có thể vượt qua được ngài Phật Bồ Tát dùng điều gì để giáo hóa chúng sanh Tam học, giới định huệ trì giới đây là giới luật thiền định trí huệ Phật dùng tam học giới định huệ. Đức thích ca mâu ni Phật thân hạnh, nguồn giáo đời sau, đặc biệt là chúng ta hiện nay. Hiện nay đến đâu để tìm thiện tri thức Tìm người thầy giỏi Trì giới Tu định Giảng kinh, dạy học là trí huệ Trí huệ từ đâu mà có Từ trong thiền định mà có Định đến từ đâu Định đến từ giới Do đó chúng ta biết Không có giới thì không có định không có định thì không có huệ Họ chỉ có vọng tưởng Họ không có trí huệ Điều này thì chúng ta học đến đây Xem tiếp điều thứ 8 Điều ngự trường phu Trong tình ảnh sớm nói khéo có thể điều phục chúng sanh Gọi là điều ngự trường phu Đều là giúp đỡ chúng sanh Tập khí phiền não của chúng sanh rất nặng Làm thế nào quý vị điều chỉnh Làm sao hàng phục Phật có phương tiện vô cùng khéo léo Điều phục chúng sanh đó gọi là điều ngự trượng phu trong hợp táng nói chính mình đã là trượng phu lại điều phục trượng phu nên xưng phật là điều ngự trượng phu chính mình là đại trượng phu đại trượng phu là tôn xưng đối với người có đức hạnh bản thân thành tựu rồi sau đó giúp đỡ người khác người khác cũng là trường phu đó chính là lời trên kinh hoa nghiêm nói tất cả chúng sanh vốn là phật quý vị xem phật giáo hóa chúng sanh có dám coi thường chúng sanh không tâm thái này tốt biết tất cả chúng sanh vốn dĩ là phật ngày nay họ ở địa vị phàm phu chỉ là đã mê mất tự tánh trở thành phàm phu quý vị thấy bản tánh của họ bản tánh là như lai bản tánh là phật bởi vì chính mình đã là trường phu nên là điều phục trượng phu phật giáo hóa chúng sanh đối tượng giáo hóa dưới phật nhãn là bình đẳng trong tâm của phàm phu là có cao thấp phật ở trên cao ngất theo không kịp vì vậy sanh khởi tâm cung kính phật ở bên trên nhìn xuống dưới phía dưới tất cả đều là phật chỉ là nhất thời mê hoặc sanh khởi vô duyên đại từ đồng thể đại bi phải cứu giúp những người này mãi mãi rời khỏi sự hư vọng phiền não là hư vọng lục đạo thập pháp giới giống như ảo ảnh phật nói rất hay tất cả pháp hữu vi như mộng ảo bọt bóng. Phải biết là mộng ảo bọt bóng. Đừng chấp trước mộng ảo bọt bóng. Thì quý vị mới có thể ở trong mộng ảo bọt bóng để độ chúng sanh. Những chúng sanh ấy vốn đều là Phật. Trong Phật nhãn hiện tại họ vẫn là Phật. Nhờ vậy mà người giáo hóa chúng sanh có loại tâm thái này đó là bồ tát các ngài giác ngộ rồi tại sao học trò phải cung kính đối với thầy cung kính đối với thầy không phải là thầy yêu cầu họ cung kính quý vị phải cung kính đối với tôi quý vị không cung kính thì tôi không dạy nữa không phải là ý nghĩa này mà thánh giáo dạy học của thánh hiền tâm lý về dạy học điều quan trọng nhất là phải chân tâm tâm chân thành khởi tác dụng thì có cung kính trong chân thành nhất định có cung kính tâm cung kính quý vị mới có thể được thọ dụng quý vị mới có thể hiểu thật nghe hiểu được nghe thấu suốt được Nếu không có thành ý Thì gió thoảng bên tai Không nghe hiểu Quý vị không thể tiếp nhận Thì thầy không dạy quý vị nữa Thật sự có tâm cung kính Đại sư Ấn Quang thường nói Một phần cung kính Được một phần lợi ích Mười phần cung kính được mười phần lợi ích từng chữ từng câu trong kinh giáo có vô lượng nghĩa thế phải dùng điều gì dùng tâm cung kính sâu lắng nhất thì quý vị đạt được toàn bộ rồi tại sao lục tổ đại sư nghe ngũ tổ giảng kinh kim cang thì khai ngộ còn những người chúng ta đây Niệm Kinh Kim Cang Có người niệm cả đời cũng không khai ngộ căn tánh của lục tổ có khác với căn tánh của chúng ta không? Thành thật mà nói, không khác biệt. không khác biệt vì sao họ nghe không hiểu họ không thể khế nhập bởi tâm cung kính bị mất hết rồi ngược lại của tâm cung kính chính là kiêu ngạo có một số người kiêu ngạo mà bản thân họ không biết nếu quý vị nói họ ngạo mạn thì họ không vui giả lại thế nào họ không thừa nhận sự thật này quá nhiều rồi chúng ta thấy rất nhiều gặp phải quá nhiều là thật không phải giả vì thế thánh học học thuật của thánh hiền văn hóa truyền thống trung hoa là lời dạy của thánh hiền tứ khố toàn thư là thành tựu của tích lũy mấy ngàn năm bởi thánh hiền đó là pháp bảo đó là trí huệ chân thật để lại cho người đời sau Người đời sau dựa vào điều gì để tiếp nhận Dựa vào sự chân thành cung kính Ấn Tổ nói Một phần thành kính Quý vị được một phần lợi ích Mười phần thành kính Quý vị được mười phần lợi ích Dạng phần thành kính Quý vị được dạng phần lợi ích Quý vị có thể được bao nhiêu hoàn toàn xem chính quý vị dùng tâm thế nào. Điều này quan trọng. Chúng ta xem đoạn văn tiếp theo. Vẫn là tiếp tục điều này. Là trong hợp tán nói, nếu đầy đủ bốn pháp thì gọi là trường phu. Trong chú giải này nói rất hay phải đầy đủ bốn pháp được nói dưới đây những gì là bốn thứ nhất là gần thiền tri thức thân cận thiền tri thức thứ hai là năng thính pháp đầy đủ sự chân thành cung kính chuyên tâm nghe pháp thứ ba là tư duy ý nghĩa sau khi nghe xong có những sự gợi mở thì thật nghe hiểu được cuối cùng là tu hành như lời dạy quý vị nghe hiểu rồi phải thực hiện trong đời sống phải thực hành trong công việc phải vận dụng trong sự việc đối người tiếp vật quý vị thật sự làm được bốn điều kiện này ba người niệm phật giảng sanh ở chùa lai phật các ngài đều làm được rồi đó xưng là trường phu. Còn hội sớ nói, nghĩa là đầy đủ lực dụng của đại trường phu. Lực là năng lực, dụng là tác dụng. Đại trường phu là ai? Chư Phật như lai. Chúng ta đối với Phật tôn xưng là đại trường phu. Lực dụng của ngài là gì? là dạy học Và thuyết tất cả các pháp Đều phục chế ngự hết thảy chúng sanh căn tánh của tất cả chúng sanh khác nhau Nên Phật có thể thuyết tất cả pháp môn khác nhau Độ chúng sanh căn tánh khác nhau Chúng sanh có 84.000 phiền não Phật có 84.000 pháp môn Để giúp quý vị Đoạn phiền não Thành tựu định huệ của quý vị Khiến rời khỏi cấu nhiễm Được đại đức bạn cấu là ô nhiễm có thể lìa khỏi khôi phục tâm thanh tịnh Tiểu thừa được thiên chân niết bàn Đại thừa còn phải lìa khỏi cấu nhiễm di tế hơn Là trần xa phiền não Vô minh phiền não Vậy thì được Đại Niết Bàn Của Như Lai đã chứng Tiếp theo có cuộc hỏi đáp Có người hỏi Cũng nên quá độ người nữ dân dân vì sao chỉ nêu lên trường phu Nữ chúng Bất kể tại gia xuất gia Có giảng kinh Có người dạy học giáo hóa chúng sanh vì sao trên kinh chỉ xưng trường phu trong luận trí độ nói nếu nói trường phu thì đã nhiếp hết cả nhị căn cùng có đủ căn của nam và nữ vô căn bẩm sinh và bị thiến và người nữ nên nói là trường phu vì vậy ở đây nói trường phu là bao gồm nữ chúng ở trong không phải chuyên chỉ nam chúng người nữ mặc áo tràng đắp cà xa lên đài giảng kinh hiện tướng đại trường phu nên tổng kết ở phía sau của niệm lão nói ý nói gọi là trường phu thì cũng đều nhiếp cả phụ nữ những người vô căn và nhị căn tất cả người đều bao gồm trong đó không phân biệt nam nữ à. tiếp theo thứ chín thiên nhân sư trong Tịnh ảnh sớ nói có thể dùng chánh pháp thân cần dạy bảo trời người Gọi là thiên nhân sư Trong lục đạo Chỉ có thiền căn của cõi trời Cõi người là sâu dày Dễ tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát Ba đường còn lại khó khăn hơn nhiều súc sanh ngu si Ngạ quỷ Nghiệp nặng Địa ngục Đó là cực khổ Phật Bồ Tát ở trong đó Chỉ có thể độ chúng sanh có duyên Có duyên là thế nào? Thiện căn sâu dày Khi còn ở thế gian Cố ý hay vô ý tạo tác tội nặng Nên đọa lạc trong ba đường ác thật không dễ tiếp nhận chúng ta không muốn nói lục đạo thì dùng nhân gian để nói ở nhân gian gặp được thầy giỏi thiện tri thức giảng kinh dạy học rốt cuộc người thật sự đã học tập thì ít người không thấy không nghe càng nhiều nữa đạo tràng ở ngay trước mắt họ không đến họ cũng không đến nghe đạo tràng giảng kinh ở ngay bên cạnh nhưng họ không tới người thích đến nghe kinh họ phải ngồi xe mấy tiếng mới đến được họ vẫn muốn đến trước đây khi chúng tôi còn trẻ theo thầy Lý Thầy Lý giảng kinh dạy học Là một ngày trong một tuần Vào thứ tư Vào mỗi tối thứ tư giảng kinh Người từ Đài Bắc đến Người từ Cao Hùng đến Là người chuyên môn đến nghe kinh Nghe xong rồi Thì họ đi tàu quả trở về Khoảng cách xa như vậy Họ cũng không từ bỏ Thầy giảng mỗi tuần là một lần, họ có thể đến nghe liên tục không thiếu buổi học nào. Nếu ngày ngày giảng thì họ không có nhiều thời gian như vậy. Có thể giảng buổi học, nếu giảng học thì họ không thể đề khởi sự thích thú. Nên sự khéo léo của thầy, một tuần tôi giảng một lần. Nhất định quý vị có thể sắp xếp tốt thời gian để không trở ngại việc quý vị nghe kinh Thầy ở Đài Trung 38 năm 38 năm giống như một ngày Lúc đó trí huệ của chúng tôi chưa khai mở Nếu trí huệ khai mở rồi Thì tôi khuyên Thầy Có biện pháp Thầy có thể ngày ngày giảng kinh Giảng các kinh khác nhau Thứ hai Giảng qua nghiêm Thứ ba Giảng pháp qua Thứ tư Giảng kinh vô lượng thọ Người thích nghe bộ kinh nào Thì hàng tuần Họ đều đến nghe Họ sẽ liên tục Nếu kinh nào cũng thích Thì quý vị đến mỗi ngày Như vậy Phật Pháp sẽ hưng thịnh hơn những năm trước Kinh thật sự phải ngày ngày giảng, ngày ngày nghe Tuy kinh khác nhau Nhưng tông chỉ nhất định là giống nhau Đều là giúp người phá mê khai ngộ Đây là tông chỉ chung của các bộ kinh Vì thế Có thể dùng chánh pháp thân cận Về bảo chúng sanh Trong hai cõi trời người Trong hội sớ nói Tất cả thiên thượng nhân gian Ma dương ngoại đạo Đế thích Phạm Thiên Như Thiên Long Thần Thấy đều quy mạng Quy mạng chính là quy y Y giáo phụng hành Đều làm đệ tử Nên hiệu là Thiên Nhân Sư Sự thật Năm xưa Đức Thế Tôn còn ở đời dạy học Những gì mắt thường của chúng ta nhìn thấy là hàng phàm phu còn mắt thường của chúng ta không nhìn thấy Là có người cõi trời Có quỷ thần Còn có ma dương ngoại đạo Ma dương ở đây là chỉ trời tha quá tự tại Có Phạm Thiên Có Thiên Long Bắc Bộ Những đại chúng ấy Đều đến nghe Nên xưng là thiên nhân sư Lại nữa trong hợp tán nói Tuy chư Phật là vô thượng đại sư của tất cả chúng sanh Nhưng trong các chúng sanh Chỉ có trời và người có thể phát tâm vô thượng đại bồ đề vì vậy xưng hiệu Phật là Thiên Nhân Sư Đây là chỉ người phát đại tâm Trong lục đạo Chỉ có trời người có thể phát tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề chính là tâm thành tựu chúng sanh Phải dùng thanh tịnh bình đẳng không có chấp trước, không có phân biệt. Cư xử bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Đây gọi là Đại Bồ Đề Tâm. Giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Mục đích của nền giáo dục Phật Đà là khiến tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Khổ từ đâu tới? Từ mê mà tới không hiểu rõ chân tướng sự thật đã nghĩ sai đã nhìn sai chân tướng sự thật thế nên nói sai rồi làm sai rồi nghiệp chướng toàn thân này nghiệp chướng chính là do như vậy mà tạo thành nếu quý vị nhìn rõ ràng nhìn sáng tỏ thì quý vị có thể không tạo nghiệp Nghiệp có thiện có ác Nghiệp thiện thì quả báo ba đường thiện Nghiệp ác thì quả báo ba đường ác Lục đạo là do tâm của chính chúng ta Khởi tâm động niệm mà biến hiện ra Tự làm tự chịu Nếu hiểu rõ chân tướng sự thật thì làm thiện, không chấp tướng làm thiện. Trong tâm không có, trong tâm chỉ có A Đà Phật. Quên mất tướng của làm thiện rồi. Đoạn ác cũng không có chấp tướng của đoạn ác. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra tạm niệm gì cũng không có vọng tưởng gì cũng không có như vậy chắc chắn được sanh thế giới cực lạc pháp môn tịnh độ niệm phật giảng sanh từ đây mà kiến lập Cầu sanh tịnh độ là tâm vô thượng Bồ Đề Tại sao vậy? Bởi sanh đến thế giới cực lạc Thì là Phật rồi An toàn ổn định Sẽ không thối chuyển một đời thành tựu Không có pháp môn nào trực tiếp hơn Ổn định hơn pháp môn này Và lại thành tựu cao như vậy Tìm không ra nữa Do đó xưng Phật là thiên nhân sư Đoạn cuối cùng thứ 10 Phật Thế Tôn Là kết hợp Phật và Thế Tôn lại Luận thành thật dân dân Là luận của tiểu thừa tách thành hai đức hiệu coi phật là đức hiệu thứ chín thế tôn là đức hiệu thứ 10. kim y niết bàn kinh tập chú ở chỗ này là căn cứ kinh niết bàn kinh niết bàn gọi phật thế tôn thành một hiệu đức hiệu thứ 10. phật là giác Từ giác giác tha và giác mạng tự giác giúp người khác giác ngộ nên tự giác và giác tha đều làm được viên mạng như vậy thành Phật rồi tự giác giác tha chưa viên mãn là Bồ Tát viên mãn thì xưng là Phật thêm nữa trong hợp táng nói phật gọi là giác đã tự giác cộ lại có thể giác tha thế như có người biết có tên trộm nên tên trộm không làm gì được trong hợp táng có ví dụ này đây là ví dụ cho dùng ý của chữ giác này mê là không biết thí như có tên trộm mọi người đều không biết anh ta không biết anh ta là tên trộm thì tên trộm dễ dàng thuận lợi anh ta đến lấy trộm tài vật nếu biết anh ta là tên trộm thì anh ta không dám ra tay tại sao vậy bởi có người mất thứ gì thì người ta chắc chắn khẳng định đó là tên trộm chẳng những anh ta không dám hạ thủ mà còn làm cảnh sát vì sao vậy bởi nếu khi người khác ăn trộm thì sẽ du cáo anh ta trước nên anh ta sẽ trông ngâm cho người khác ví dụ này rất có đạo gì lại nữa phật là bậc trí như luận trí độ nói phật đà thời tầng gọi là trí giả tầng ngôn chính là lời nói của trung hoa bởi vì khi đó luận đại trí độ là do đại sư kumala thập phiên dịch Lúc đó nơi của Đại sư La Thập cư trú là nước Tần Thời đại Diêu Tần Nên gọi là Tần Ngôn Biết quá khứ Biết vị lai Cũng biết hiện tại Phật có trí huệ Ngài biết tất cả ba đời quá khứ hiện tại vị lai ở đây đều một ví dụ số lượng chúng sanh và số lượng phi chúng sanh Phật đều biết chúng sanh có bao nhiêu phi chúng sanh có bao nhiêu tất cả các pháp hữu thường vô thường vân vân thứ gì là hữu thường thứ gì là vô thường tự tánh hữu thường dạng pháp vô thường Phật biết tất cả Với cây bồ đề Hiểu rõ biết hết Nên gọi là Phật Đà Vì vậy Đức Phật thật sự Là không gì không biết Không gì không thể Lại nữa Đức Phật thành tựu Tất cả trí huệ Hiểu rõ biết hết quá khứ vị lai hiện tại tận hay bất tận động hay bất động tất cả thế gian nên gọi là phật đà đều là nói rõ chữ phật này chữ phật này được dịch âm từ tiếng phạn ở trung hoa không tìm ra một chữ thích hợp để dịch bởi vì ý nghĩa của chữ phật này rất nhiều vì vậy dùng dịch âm Sau đó lại thêm lời chú thích Chữ Phật này có trí huệ Có giác ngộ Có ý nghĩa như vậy Trí có Nhất thiết trí Đạo chủng trí Nhất thiết chủng trí Giác có tự giác Có giác tha Có giác hành viên mạng Nên là dùng những lời này để giải thích lại bởi Phật thành tựu tất cả trí huệ Hiểu rõ biết được hết quá khứ Dị lại hiện tại Tận hay bất tận Động hay bất động Tất cả thế gian Tất cả thế gian ở đây là toàn thể vũ trụ Trong Phật Pháp xưng là Pháp giới hư không giới nên gọi là Phật Đà. Thế Tùng, tiếng Phạn là bạc già phạm, là dịch âm. Đầy đủ trọn vẹn các đức, được thế gian kính trọng, nên hiệu là Thế Tôn Thế là thế gian. Tôn là tôn trọng, hoặc là tôn quý, hoặc là tôn kính người thế gian tôn trọng ngài tôn kính ngài tại sao vậy bởi ngài là người có đạo đức không chỉ có đạo đức mà còn đầy đủ trọn vẹn các đức ngài có đầy đủ tất cả đạo đức nên người thế gian vô cùng tôn trọng ngài xưng là thế tục trong phẩm thập hiệu của luận thành thật nói chính loại công đức như thế chính loại công đức này là chỉ chính hiệu trước chính loại danh hiệu ngài đầy đủ tất cả được tôn kính trong thế giới ba đời mười phương ba đời quá khứ hiện tại vị lai mười phương đông nam tây bắc bốn góc trên dưới đây chính là bao gồm cả vũ trụ trong toàn vũ trụ tất cả chúng sanh gặp được phật đều sẽ tôn trọng Nên xưng là Thế Tôn Người đáng được tôn kính nhất trên thế gian Còn luận trí độ coi Phật là hiệu thứ 10 Coi Thế Tôn Là đức hiệu chung tôn kính của cả 10 hiệu Phật là đức hiệu thứ 10 Luận đại trí độ của Thế Tôn là riêng ra Đầy đủ 10 hiệu phía trước dùng thế tôn là một tổng kết tổng kết này chính là tôn kính hiện nay chúng ta đang rất nhiều trường hợp trong lời mở đầu phía trước nhất định có rất nhiều người có thân phận có địa vị tham gia chúng ta đều xưng là người nào đó tôn kính người nào đó đáng kính đó chính là ý nghĩa của thế tôn đây là hiệu chung việc tách ra hay gộp lại hơi khác giữa ở đây nhưng ý nghĩa đều giống nhau trên kinh có tách một hiệu thành hai hiệu có gộp hai hiệu là một hiệu nhưng ý nghĩa cơ bản là giống nhau sau khi chúng ta học qua mười hiệu chúng ta xem tiếp trụ thế độ chúng sanh phật hiệu này là của Đức Phật là năng của Phật đạo đức của ngài, năng lực của ngài, đầy đủ viên mãn, dạy trí huệ đức năng cho thế gian. Quý vị xem ngài, tại thế giáo thọ tứ thập nhị kiếp, thời gì chư thiên tập thế nhân dân Thuyết kinh giảng đạo Ở đời giáo dục truyền dạy 42 kiếp Thường về chư thiên cho đến nhân dân Thuyết kinh giảng đạo Đối với câu này Đồng học học Phật của chúng ta Bất kể tài gia xuất gia Phải luôn nhớ kỹ Chư Phật, Như Lai, Bồ Tát, A-la-hán Ở thế gian làm gì vậy? Đó là thời thời khắc khắc thuyết kinh giảng đạo cho chúng sanh lục đạo quý ngài chỉ đến làm điều này có dùng ngôn ngữ có không dùng ngôn ngữ không dùng ngôn ngữ là làm tấm gương làm ra để cho quý vị thấy lão hòa thượng hải khánh lão hòa thượng hải hiền không phải là dùng ngôn ngữ mà các ngài dùng thân hành. Các ngài hoàn toàn thực hiện từng ly từng tí xử lý. Trên kinh vô lượng thọ vào trong cuộc sống. Quý vị xem cuộc sống của các ngài. Chính là kinh vô lượng thọ. Quý vị xem các ngài làm việc. Các ngài xử việc đối người tiếp vật. Thể hiện kinh vô lượng thọ ở trên thân Chúng ta phải có khả năng thể hội được Phải có thể nhìn ra được Ngài biểu diễn trong 92 năm là kinh vô lượng thọ sống rất sống động vì vậy sau khi tôi xem đĩa phim về ngài tôi vô cùng khen ngợi thật hiếm có tôi nói đĩa phim ấy chính là kinh vô lượng thọ là tổng kết của kinh vô lượng thọ tổng kết trong cuộc sống tổng kết trong công việc tổng kết trong sự việc đối người tiếp vật tổng kết trong tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ không thể nghĩ bạn xuất hiện vào lúc này pháp dần của đức thế tôn về sau vẫn còn chín ngàn năm chúng ta là thời kỳ mạt pháp mạt pháp mười ngàn năm Chúng ta là năm thứ 41 trong một ngàn năm thứ hai. Từ nay về sau còn 9.000 năm Chúng sanh trên địa cầu dựa vào điều gì để được độ Là dựa vào bộ kinh này Tại sao vậy? Bởi bộ kinh này đơn giản Dễ dàng Theo sự dễ tu thành Nhưng bộ kinh này là khó tin nhất Đặc biệt là thời đại khoa học ngày nay Khó Nên ba vị Bồ Tát ở Chùa Lai Phật ấy Thi hiện cho chúng ta Tại sao? Bởi nếu không thi hiện Quý vị nói với họ Thì không ai tin theo Họ không tin làm ra để cho quý vị thấy, đặc biệt là biểu diễn không có tám nỗi khổ. Người thế gian này của chúng ta, ai không có tám nỗi khổ? Sinh lão bệnh tử, ai có thể thoát được? Ái biệt ly, quán tán hội, cầu bất đắc, khổ biết mấy? còn có ngủ ấm xí thành ba người ấy không có các ngài không có bất kỳ khổ nào trong tám nỗi khổ này đó chính là gì mục đích dạy học của phật pháp mục đích dạy học của phật pháp giúp chúng ta rời khổ được vui rời khổ gì bác khổ không còn được vui thật được vui lão hòa thượng bất kể lúc nào quý vị thấy ngài cũng mỉm cười thấy điều quan hỷ nên nam nữ già trẻ xuất gia tại gia nhìn thấy ngài thì chẳng ai mà không sinh tâm quan hỷ một trăm mười hai tuổi tự chăm sóc chính mình không cần người hầu hạ Người thế gian của chúng ta đây Và 7-80 tuổi Cần người khác chăm sóc rồi Không có người chăm sóc không được Đó là lìa khổ được vui Nhìn từ đó là thật Không phải giả Những việc này Giàu nghèo sang hèn trên thế gian Đều không thể tránh khỏi phát môn tịnh độ miễn hết tất cả cho quý vị các lão hòa thượng là thân giáo hiệu quả lớn hơn nguồn giáo ngày ngày chúng ta đang giảng kinh dạy học là ngôn giáo Phải có người thân giáo để làm chứng minh Để mọi người tin tưởng Vấn đề này mới có thể giải quyết được Chúng ta xem chú giải của niệm lão Tại thế giáo thọ tứ thập nhị kiếp Thời gì chư thiên cập thế nhân dân Thuyết kinh giảng đạo Ở đây vừa mở đầu Chúng ta đã thấy được Tiếp theo thấy Trong bản Hán Dịch Đức Phật ấy trụ thế Hoàng Pháp Tổng cộng 42 kiếp Lúc ấy phước báo của nhân dân lớn Tại sao? Bởi thọ mạng dài Phật nói với chúng ta Người trên địa cầu của chúng ta Thọ mạng dài nhất là 84.000 tuổi Lúc ngắn nhất là 10 tuổi Trên kinh có cách nói Khi tuổi thọ Ít nhất là 10 tuổi Mỗi 100 năm tăng thêm 1 tuổi Thêm đến 84.000 tuổi thì hết mức Không thêm được nữa Sau 84.000 tuổi Mỗi 100 năm giảm một tuổi Lại giảm đến 10 tuổi Một tăng một giảm như vậy gọi là một tiểu kiếp Một tiểu kiếp thời gian dài như vậy nên tuổi thọ của nhân loại, tuổi thọ người trên địa cầu dài nhất 84.000 tuổi. Ở đây, đức thế gian từ tại dương Phật ở đời giáo dục truyền dạy là 42 kiếp. Còn đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế gian dạy học 49 năm. Giảng kinh hơn 300 hội. Thuyết Pháp 49 năm. Hội ấy ở thế giới này vô cùng thù thắng trang nghiêm. Tuổi thọ của người dài như thế, thời gian giảng kinh gia học của Phật dài. Quân tu lâu dài, dễ dàng khai ngộ. chúng ta phải nhớ đệ tử của phật phải hết khả năng mà học giảng kinh thuyết kinh giảng đạo đây là bổn phận của chúng ta người tại gia cũng phải làm lão cư sĩ lý bĩnh nam là người tại gia lão cư sĩ hạ liên cư là người tại gia lão cư sĩ hoàng niệm tổ cũng là người tại gia là bồ tát đại đức thật sự người xuất gia cần phải thuyết kinh giảng đạo nếu người tại gia có năng lực thì cũng nên tham gia thuyết kinh giảng đạo bảo ân của phật bảo ân của chúng sanh nếu chính mình không làm được thì hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển Đĩa CD đã ghi các bài giảng kinh dạy học của chúng ta Làm thành CD rồi Mang theo bên người để nghe Chi phí rất thấp Có âm thanh, của văn tự Một đạo tràng Mỗi ngày đến lúc đó Thì chúng ta sẽ mở lên phát ra Quan nghênh mọi người đến nghe cùng học tập Trong đó có một người đến phát tâm giải đáp thắc mắc Chính là dẫn dắt đại chúng quân tu Hướng dẫn mọi người tu hành Chứ chính mình không cần dạng Nhưng phải là một người chỉ đạo tốt Chính mình cần phải nghe kinh này ít nhất 30 lần Nghe 30 lần đã nghe quen thuộc rồi Khi người khác vừa hỏi thì quý vị biết Quý vị liền trả lời thế nào Gợi ra sự hứng thú học tập của đại chúng Phải làm Tôi sẽ không ngần ngại Đầu tiên tôi nghe 30 lần đĩa CD này Sau đó có thể chia sẻ với mọi người mở đĩa cd này mọi người cùng xem cùng chia sẻ rất có thọ dục lần này chúng ta năm nay chúng ta đã làm thực nghiệm này rất thành công nên chúng ta có lớp học kinh chúng ta là thứ ba năm bảy ba lần một tuần mỗi lần hai tiếng mọi người đưa ra báo cáo tâm đắc cùng chia sẻ chủ nhật thứ hai thứ tư thứ sáu bốn ngày ấy chúng ta học kinh tôi giảng ở đây về sau người giảng kinh càng ngày càng ít thì đĩa cd sẽ khởi tác dụng rất lớn mong rằng mỗi đạo tràng mỗi vị pháp sư đại đức giảng kinh hãy lưu lại đĩa cd chỉnh lý đĩa cd thật tốt tương lai đều là tài liệu giảng dạy tài liệu dạy học của phật học viện chắc chắn là dùng đĩa CD của thời đại này làm cơ sở. Chẳng những Phật Pháp mà giới dạy học thế gian tôi cũng có cảm xúc này. Sau 20 năm nữa trong trường đại học còn có giáo viên không? Cách nhìn của tôi là có căn cứ một trăm năm qua xuống dốc văn hóa học thuật đi xuống dốc thế hệ sau không bằng thế hệ trước thế hệ trước của chúng tôi khi so sánh thầy lý với tôi thì chúng tôi còn kém rất xa khoảng cách rất lớn rồi Thầy của chúng tôi so với thế hệ trước Đại sư Ấn Quang Pháp sư Duyên Anh Pháp sư Đế Nhàn Đó cũng chênh lệch rất lớn Đi xuống như vậy là thế hệ sau không bằng thế hệ trước Thế hệ sau của chúng ta So với chúng ta lại có chỗ thua kém Vậy làm sao đây? thật có vấn đề Do đó Tương lai Đĩa CD Sẽ khởi tác dụng rất lớn Người thật sự hiếu học Không thể rời khỏi đĩa CD, đĩa CD cần có người thay Hướng dẫn Có người để trợ giúp làm trợ giảng cho lễ đi. làm huấn luyện viên cho đồng học bỏ đi lâu như thế khôi phục cũng cần thời gian không thể nào nhanh chóng khôi phục được không thể nào dù sao cũng phải một trăm năm một trăm năm nhất định xã hội phải an định nếu xã hội không an định thì không có cách nào nữa nhất định xã hội phải an định hy vọng xã hội này mọi người chúng ta có thể giác ngộ không nên chạy theo của cải mà nên truy cầu văn hóa đặc biệt là văn hóa truyền thống phải khẳng định tổ tông có trí huệ hơn chúng ta chúng ta không bằng tổ tông luận ngữ của khổng tử bảy thiên của mạnh tử được viết vào hai nghìn năm trăm năm trước hiện nay ai có thể viết ra được không không có Đây là thật, không phải giả Làm sao có thể coi thường cổ nhân Phải khẳng định Người xưa có trí huệ siêu diệt Tại sao vậy? Bởi các ngài kiến tánh rồi Tại sao các ngài được vậy? Bởi tâm của các ngài thanh tịnh Các ngài không có ngũ dục lục trật các ngài không có phân biệt chấp trước các ngài thông suốt được với tâm tánh với chân tâm vì thế từ trong chân tâm lưu lộ ra trí huệ chân thật vượt qua thời gian không gian chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này nếu thế hệ chúng ta không có chút thành tựu không thể truyền lại những kiến thức bị thất truyền của thánh xưa thì làm sao chúng ta xứng đáng với tổ tâm làm sao xứng đáng với thế hệ sau việc lớn kế thừa người trước dẫn dắt người sao thì chúng ta phải đảm đương không đảm đương cũng phải đảm đương không phản đối phải học Đức Phật thời gian dài vì nhân dân thuyết kinh giảng đạo điều này có thể cứu xã hội cứu được quốc gia cứu được thế giới mục tiêu cuối cùng của chúng ta là cầu sinh tịnh độ nhưng sống một ngày là một ngày Là báo ân của Phật Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết Chúng ta học tập đến đây thôi Hết tập 140 Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử cùng chúng sanh Đều sanh nước cực lạc Sớm viên thành Phật Đạo Rộng độ khắp chúng sanh Nam Mô A Di Đà Phật